Các bạn đang nghe truyện Thi Vương trỗi dậy, bắt đầu thu thập huyết nhục trên kênh TV Audio CV. Chương 221, vật ngoài hành tinh. Từ Diên Thanh trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục đi về phía trước. Đương nhiên gã không đi đến lãnh địa của Lâm Đông, mà đi tới công ty test ở thành phố Giang Bắc. Sau một loạt kiểm tra, quét, xác nhận danh tính, đã vào được bên trong. Đang là ban đêm dịp giảng vốn định cùng thư ký nghỉ ngơi, nhưng nghe thuộc hạ báo cáo, có người muốn tìm mình cho nên đành phải mặc quần áo vào ra khỏi phòng ngủ. Thật là phiền phức. Gã thắt nút áo sơ mi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng bước chân, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, một bóng dáng thanh niên đập vào mắt. Diệp giảng vốn định trách cứ vài câu, nhưng quay đầu nhìn xong thì lời muốn nói lại nghẹn trong họng. Lúc này từ Diên thanh phong trần mệt mỏi, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, vẻ mặt kiên quyết, nhìn qua cũng không hề bình thường anh là Từ Diên Thanh. Diệp Giản từng nghe nói tên của gã, là một đại dũng tướng dưới trướng Liễu Bạch Nguyệt, nhưng đây lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Từ Diên Thanh gật đầu, không sai, là tôi. Hơn nửa đêm, tới đây tìm tôi làm gì? Diệp Giản mở miệng chất vấn. Nhìn gã ta như thể ai đó nợ tiền gã vậy. Tôi đến mượn chút đồ. Cái gì? Diệp Giản nhướng mày, trong lòng càng thêm không vui, vốn không hợp với Liễu Bạch Nguyệt lần trước còn bị lừa một lần, kết quả thủ hạ của cô ả nửa đêm canh ba tìm mình mượn đồ. Diệp giản cũng không nhịn được nở nụ cười, à, anh muốn mượn cái gì, virus rút dê, từ Diên Thanh chậm rãi nói ra ba chữ. Diệp giản há miệng, lý do thoái thác vốn chuẩn bị từ chối nhất thời nói không nổi nữa. Gã đã nhìn ra người đàn ông này muốn làm gì, đó là một kẻ muốn bước vào vực sâu không lối về. Được, tôi cho mượn, đêm nay, không mấy yên tĩnh. Dần dần, đêm tối sắp rút đi, chân trời nổi lên màu trắng bụng cá, bình minh ló dạng, bầu trời hiện ra màu xanh trắng dần biến sắc. Những ngôi sao đầy trời, đã biến mất. Lâm Đông đứng ở cửa sổ sát đất nhìn về phía chân trời xa xa, phát hiện ngôi sao băng đuôi mang lửa xé rách bình minh. Hơn nữa sao chỗ đó càng ngày càng sáng, tựa như đang hướng tới thành phố Giang Bắc vậy. Đây là cái gì? Thiên thạch sao? Lâm Đông yên lặng nói thầm lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ thế này cảm thán sau tận thế cái quái gì cũng có thể xảy ra không bao lâu nửa bầu trời đều bị nhuộm đỏ trầm một tiếng quả cầu đỏ xẹt qua bầu trời thành phố giang bắc rơi thẳng xuống bắc sơn trong núi truyền đến tiếng nổ ầm ầm cả thành phố giang bắc đều chấn động đám tang thi đều bị quấy nhiễu phát ra từng trận gào thét vốn còn tưởng rằng ngoại địch xâm lấn nhưng một lát sau đã khôi phục yên tĩnh lúc này đám zombie mới an tĩnh lại. Lâm Đông lại nhận thấy được cổ khí tức khác thường, dường như từ trường trong núi phát sinh biến hóa nào đó. Nơi đó tự hồ có một cổ lực lượng không biết tên đang sản sinh, thứ gì vậy nhỉ? Lúc này, trong bắc sơn bao la cây cối sụp đổ từng mảng, khói xanh nổi lên bốn phía. Trong bán kính hơn 10 mét xung quanh, có vô số thân cây đứt gãy có khi còn trực tiếp bốc hơi. Có thể thấy được lực va chạm vừa rồi không nhỏ thế nhưng ở trung tâm hố cũng chỉ có một tảng đá to bằng ngón cái toàn thân trong suốt bên trong lưu chuyển hào quang sáng láng như mộng như ảo phi thường kỳ lạ chích 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 có một con chuột lớn dài nửa mét bị quấy nhiễu chui ra từ trong bùn đất cánh mũi nó co rúng ngửi ngửi chung quanh rất nhanh nhìn về phía tảng đá kia trong đôi mắt đen sì phản chiếu ra ánh sáng hơi mờ con chuột dường như cảm thấy rất mới lạ vội vàng bò qua dùng mũi ngửi qua ngửi lại, xem có phải là thức ăn có thể ăn hay không. Nhưng trong phút chốc, viên đá kia bỗng nhiên phát sáng bao phủ cả con chuột to lớn bên trong. Chíp, con chuột lớn nhất thời phát ra tiếng thét chói tai, lộ vẻ cuồng loạn. Một giây sau, thân thể của nó lại bắt đầu phát sinh biến hóa, miệng đầy răng nanh sinh trưởng ra, sắc bén như dao găm, một đôi mắt nhỏ biến thành màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, hình thể bành trướng cực nhanh, nguyên bản thân thể dài nửa mét, rất nhanh đã dài đến 3-4 mét. Một con chuột bình thường, trong nháy mắt liền phát sinh biến dị. Nó càng biến càng thêm cường tráng, hung mảnh tàn ác. Con chuột nheo mắt lại, cảm giác cũng không tệ lắm, sau đó mở miệng nuốt tinh thạch nhiễm phóng xạ kia vào trong miệng. Có đồ tốt như vậy, đương nhiên không thể tự mình hưởng thụ. Nó nhanh chóng chui trở lại dưới đất, trở về trong tộc đàn của mình. Trong cái lỗ ngầm này, có hàng ngàn hàng vạn con chuột sinh sống. Chúng xếp chồng lên nhau, dẫm đạp lên nhau, vô cùng dày đặc. Những con chuột kia một khi gặp phải chuột biến dị, liền bị ánh sáng phát ra từ thân thể nó bao phủ. Sau đó phát ra tiếng hí vang bén nhọn, hình thể bành trướng, răng nanh sinh trưởng, nhau nhau bắt đầu biến dị. Con chuột lớn nhanh chóng xuyên qua đàn chuột, bạch quan chiếu rọi đồng bạn khác. Toàn bộ trong lòng đất trống rỗng, tiếng kêu vang lên không ngừng mở ra biển tiến hóa cuồng nhiệt, một đám chuột biến dị đang nhanh chóng thành hình. Vị trí của viên thiên thạch này, chính là trung tâm Bắc Sơn, một mặt là thành phố Giang Bắc, mà một mặt khác là thành phố Lâm Sơn. Cho nên không chỉ hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Đông mà nhân loại thành phố Lâm Sơn cũng rất nhanh phát hiện việc này. Trong công ty Tết thành phố Lâm Sơn, nữ thư ký mang giày cao gót, eo nhỏ đông đưa, nhanh chóng đi vào văn phòng Liễu Bạch Nguyệt. Liễu Tổng, máy bay không người lái của chúng ta đi bắc sơn điều tra mang về mẫu đất trải qua phân tích phát hiện bên trong có chứa lượng lớn vật liệu phóng xạ hả liễu bạch nguyệt ngẩng đầu nhìn thư ký trong lòng cô ấy còn nghĩ đến cuộc trò chuyện với từ diên thanh tối hôm qua không để ý đến viên thiên thạch kia nhưng nghe thư ký nói như vậy cảm giác sự tình dường như không đơn giản chất phóng xạ nào trước mắt còn chưa rõ ràng lắm nhưng có thể xác định sinh vật sau khi nhiễm phóng xạ của đất sẽ trực tiếp dẫn đến biến dị." Nữ thư ký giải thích. Liễu Bạch Nguyệt nghe vậy đôi mắt trừng lên, phát giác việc này không phải chuyện đùa, con người bị phóng xạ thì sao, có thể cũng sẽ tiến hóa, nhưng có nguy hại gì, trước mắt còn chưa xác định. Nữ thư ký thành thật nói. Liễu Bạch Nguyệt nheo mắt lại, cảm thấy chuyện này đối với bọn họ mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu như lợi dụng tốt có lẽ sẽ khiến người thức tỉnh nhân loại càng cường đại vậy nếu tang thi bị phóng xạ có phải cũng sẽ tăng tốc tiến hóa không từ đại khái là có thể nữ thư ký gật đầu hiện nay máy bay không người lái chỉ lấy được một ít mẫu đất số liệu cụ thể không đủ không thể làm bước phân tích tiếp theo liễu bạch nguyệt đứng dậy khỏi ghế cảm thấy viên tinh thạch kia có thể tăng nhanh quá trình tiến hóa của sinh vật quả thực chất xúc tác khủng bố tận thế loại vật này không thể rơi vào tay zombie mau mau phái người đi tìm thiên thạch về mặt trời chậm rãi mọc lên một lần nữa bao phủ mặt đất lâm đông đi tới biên giới bắc sơn chuẩn bị đi vào bên trong xem thử thiên thạch rơi xuống hắn trực tiếp dùng năng lực ẩn nấp đi vào trong núi rừng căn cứ vào trí nhớ tối hôm qua tìm về hướng thiên thạch rơi xuống nhưng vừa mới bước vào núi đã cảm thấy không giống với trước kia sâu trong sơn cốc rậm rạp, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu tha, hoặc là vang lên tiếng kêu thảm thiết của biến dị thú. Tự hồ có thứ gì đó đi theo đàn đang điên cuồng chém giết, Lâm Đông chạy thẳng đến nơi ấy. Trong rừng rậm rạp, bầu không khí vô cùng hoảng loạn, có một ít dị thú loại nhỏ bị kinh hãi, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Chạy cái gì vậy? Lâm Đông cũng không quản chúng nó, cảm thấy trong núi rừng khẳng định phát sinh biến cố. Chắc là xuất hiện tân kẻ săn mồi, chuỗi thức ăn đã bị sửa. Dần dần, phía trước bắt đầu xuất hiện xác thú biến dị cỡ lớn, tỉ như lợn rừng, hưu sao vân vân, máu thịt chúng bị gặm nhấm sạch sẽ, chỉ để lại xương cốt trắng ngoãn. Lâm Đông chưa bao giờ thấy qua, xương cốt nào bị gặm sạch sẽ như vậy. Trong kỹ lại phát hiện trên xương cốt, còn có dấu răng rất nhỏ. Đây là do những sinh vật đột biến quần thể nhỏ gây ra. Lại nhìn dấu vết chung quanh, có bộ lông, lá khô, dấu chân, lâm đông rất nhanh liền xác nhận là cái gì chuột đột biến loại sinh vật này số lượng đông đảo hình thể nhỏ hơn nếu biến dị bình thường thực lực rất khó đạt tới cấp b cho nên không thể nào mạnh mẽ như vậy cũng sẽ không xuất hiện toàn bộ tộc quần đều biến dị theo lý mà nói chúng nó ở tầng dưới chốc nhất của chuỗi thức ăn căn bản không có thực lực quét ngang cả phiến rừng này nhưng cảnh tượng trước mắt la liệt thi thể cả lợn rừng cũng bị chúng tiêu diệt đám chuột này điên rồi xem ra thiên thạch này có thể tăng cường thực lực. Lâm Đông phán đoán. Nhưng đúng lúc này, đỉnh cây trên đỉnh đầu hắn phát ra tiếng ong ong rung động, mấy chiếc máy bay không người lái cấp tốc lướt đi. Rõ ràng là con người cũng đang điều tra vấn đề này. Lâm Đông cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị, đi theo hướng máy bay không người lái. Ước chừng 10 phút sau, hắn liền đi tới Bắc Sơn chỗ trung tâm, phía trước quả thật xuất hiện khí tức nhân loại, hơn nữa số lượng còn không ít từng đội nhân viên vũ trang, mặc đồng phục chiến đấu của Tết, phía sau lưng đeo binh khí hợp kim, tuần tra xung quanh miệng hố. Hố thiên thạch có đường kính hơn 10 mét, có một nhóm thức tỉnh giả và mấy nhân viên khoa học mặc áo blue trắng đang ngồi sổn trên mặt đất, tìm kiếm thứ gì đó trong bùn. Thiên thạch đã không còn ở đây nữa. Một nhân viên nghiên cứu tóc hoa râm nói. Hả? Vậy chạy đi đâu rồi? Một cô gái bên cạnh hỏi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, làn da màu đồng, trên mắt phải còn có một vết sẹo, nhìn qua có chút dữ tợn. Người này là đội trưởng tiểu đội thức tỉnh giả, tên là Trầm Vân, phụ trách an toàn cho nhân viên nghiên cứu khoa học, cùng với công tác tìm kiếm thiên thạch. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói, có thể, bị đám chuột kia tha đi rồi. Cái này, Trầm Vân không nói gì, núi bắt to như vậy, tìm một đám chuột cũng không đơn giản. Lão già tóc hoa râm tiếp tục nói, nhưng cháu yên tâm, sao huyệt của đám chuột kia ở gần đây căn cứ tập tính của chúng nó khẳng định sẽ trở về vậy cần đợi bao lâu xem khi nào chúng nó ăn no nhân viên nghiên cứu khoa học nói trầm vân không biết nói sao cho phải đợi càng lâu lại càng không an toàn một đám nhân viên nghiên cứu khoa học rời khỏi hố thiên thạch dựng lều trại đơn giản bên cạnh lâm đông thấy thế yên lặng mỉa mai còn dựng lều ư định an cư ở đây sao liễu bạch nguyệt rất coi trọng việc này phái ra không ít người cùng với 20 nhân viên vũ trang đầy đủ, cùng 5 người thức tỉnh. Còn có hai người cải tạo đời thứ hai đứng ở bên cạnh lều trại, lục Quang trong mắt lóe lên, liên tục quét chung quanh. Lâm Đông bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để giải quyết những nhân loại này mới có thể tối đa hóa lợi ích đây, nhưng đúng lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trên một cây cổ thụ có một con cú mèo cực lớn. Thân thể nó cao chừng nửa mét, hai con mắt to tròn trừng lớn, nhìn chầm chầm lều trại phía dưới. Trong đôi mắt cú mèo lóe ra ánh sáng âm lệ không phù hợp với trí tuệ của nó. Đây lại là con gì vậy? Lâm Đông có chút kinh ngạc, may mắn không vội vã ra tay. Thiên thạch không chỉ thu hút bản thân và con người, mà còn có những sinh vật không xác định khác, thật là náo nhiệt. Thậm chí Lâm Đông bắt đầu hoài nghi, không chỉ có cú mèo, chung quanh còn có những thế lực không biết khác. Lúc này, có một đội nhân viên vũ trang tuần tra vừa vặn đi tới dưới tàn cây cú mèo không được tôi phải xử lý nỗi buồn một chút mọi người đi trước đi một người trong đó nói đồng đội nhìn về phía gã sao cậu đi tiểu nhiều như vậy gần đây có phải tự thưởng cho mình quá nhiều thận hư không không có không có các người đi trước tôi sẽ lập tức đuổi theo người này cười mỉa nói đồng đội lại suy nghĩ gì đó rồi nói chúng tôi vẫn nên trông chừng cậu thôi ở đây rừng rậm hoang dã lỡ gặp phải nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ mẹ nó chỉ tiểu một cái có thể nguy hiểm gì các ngươi đi đi đứng ở đây nhìn tôi tiểu không ra vậy được rồi các đồng đội đồng ý vì thế xoay người rời đi tiếp tục tuần tra người nọ vô cùng lo lắng đi tới dưới tàn cây cởi bỏ quần phục tác chiến bắt đầu giải tỏa nỗi buồn vẻ mặt gã lộ ra vẻ mặt vui sướng nhưng người đàn ông hoàn toàn không để ý trên đỉnh đầu có một con cú mèo nhìn chăm chú vào gã. Một giây sau, cú mèo kia bỗng nhiên vụn mạnh hai cánh, lao thẳng xuống gã đàn ông phía dưới. Hả? Gã nghe thấy thanh âm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ hình ảnh trước mắt. Lúc này hai tròng mắt trừng lên, trong lòng kinh hãi phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng cú mèo kia nghiêng cổ một cái, có xúc tu dài như rắn quấn quanh miệng gã đàn ông bị người đàn ông bị chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở rất nhỏ. Nhưng xúc tu kia còn chưa xong, trực tiếp cậy hàm răng của gã ra, liều mạng chui vào trong miệng. Sắc mặt gã xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên, cảm giác nôn mửa mãnh liệt dâng trào. Xúc tu kia nắm lấy cơ hội, trượt một cái, toàn bộ tiến vào thân thể gã. Gã nhất thời cứng đờ tại chỗ, sau đó vẻ thống khổ trên mặt biến mất, trở lại giống như bình thường thậm chí khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một ý cười khó có thể phát hiện. Chà! Thân thể gã lại lắc lư, như đang đi tiểu vậy. Quái vật ký sinh sao? Lâm Đông đã gặp qua loại quái vật này. Cơ thể của mèo đã khô quắt, giống như chỉ còn lại một tấm da, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của gã kia giống hệt ánh mắt của mèo lúc trước. Trên mặt mang theo ý cười như có như không, sau khi xách quần lên, đuổi theo tiểu đội tuần tra quái vật ký sinh cũng bị thiên thạch hấp dẫn mà đến lâm đông cảm thấy loại quái vật này không phải là sản phẩm của lam tinh không chừng cũng là từ nơi nào đó ngoài vũ trụ tới đây có lẽ chúng có cảm ứng đặc biệt với thiên thạch nhưng một lát sau trên bầu trời núi rừng truyền đến tiếng vỗ cánh bốt bốt lại có mấy con cú mèo lớn nhỏ khác nhau chạy về hướng này đậu trên cành cây rậm rạp đôi mắt to tròn đều đánh giá nhân loại phía dưới mơ hồ hiện lên vẻ hung ác thật nhiều. Lâm Đông yên lặng nói thầm. Nhưng những nhân loại kia, tạm thời chưa phát hiện ra, một lòng nghiên cứu làm sao đối phó chuột biến dị, chế định kế hoạch tác chiến. Có một nhân viên vũ trang, vẻ mặt lén lút, lặng lẽ rời khỏi đám người. Gã chạy rất xa, ra sau một thân cây, trái nhìn, phải nhìn, tựa như lâm tặc vậy. Thấy bốn phía không có ai, liền lấy ra một máy truyền tin vệ tinh. Các anh em, tình huống đã rõ ràng, tiên tinh thạch rất hữu dụng, chúng ta nhất định phải ra tay. Công ty Tết rất coi trọng thứ này, phái không ít người đến, chúng ta phải gọi nhiều tinh anh đến mới được, đợi lát nữa bọn họ thanh trừ biến dị chuột thời điểm, chúng ta đến bọ ngựa bắt ve sầu, chúng ta làm chim vàng anh, người này đầy giọng nói xuống thấp nhất, lặng lẽ dặn dò, sắc mặt dần dần hưng phấn. Nhưng đều bị Lâm Đông nhìn thấy, kẻ này là gián điệp ẩn nút trong công ty Tết, chắc chắn người của bọ cạp đen đang động tâm tư với thiên thạch. Nghe lời hắn nói, còn phải tìm cao thủ tinh nhuệ. Tất cả đều đến cả đây à. Lâm Đông thầm nghĩ. Hiện giờ khu vực này thật náo nhiệt, không chỉ có công ty tét, quái vật ký sinh còn có tổ chức bọ cạp đen. Đối với người bình thường mà nói, mấy thế lực lớn này đều là thứ dữ. Cường giả xuất hiện, tụ tập ở đây sẽ xảy ra một trận tranh đấu nảy lửa. Còn đối với Lâm Đông mà nói cảm giác giống như đám chó con đang tụ học. Lâm Đông không vội ra tay, vẫn lặng lẽ ẩn núp trong bóng tối. Không lâu lắm có một đội nhân thủ chạy tới từ thành phố Lâm Sơn. Bọn họ lặng lẽ không một tiếng động, dùng bình phong tinh thần ẩn nấp khí tức, trốn sau một tảng đá lớn. Bọn họ có chừng hơn 20 người, toàn bộ đều là người thức tỉnh tinh hạch, thực lực phi thường mạnh mẽ. Dẫn đầu là một gã trung niên, tên là Lưu Vạn Dân, hai gò má gầy gò, xương gò má nhô lên. Trong hai tròng mắt hiện ra ánh sáng lạnh tự hồ liếc mắt một cái liền có thể xuyên thủng người ta. Gã là một người thức tỉnh hệ tinh thần cấp A cực kỳ hiếm thấy. Tinh thần lực của nhân loại rất khó tăng lên, có thể đạt tới cấp A quả thật không dễ dàng. Lưu vạn dân vô cùng nổi danh ở thành phố Lâm Sơn, vô luận là thi vương hay là nhân loại, đều bị gã săn giết không tha. Hết thảy ăn sạch, lấy được tinh hạch, hấp thu năng lượng. Sao hôm nay tôi lại cảm thấy, có gì đó không ổn? tinh thần lực của lưu vạn dân phát tán bao trùm khu vực xung quanh trong lòng cảm giác bất an một thanh niên bên cạnh hỏi anh dân làm sao vậy tôi cũng không biết lưu vạn dân cũng không nói nên lời thanh niên mở miệng trấn an nói không phải đã rõ ràng rồi sao chúng ta chờ ngư ông đắc lợi là được rồi đợi bọn họ đánh nhau với chuột chúng ta sẽ xử lý toàn bộ bọn họ ừ mấy người phía sau liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý đúng trẻ con mới lựa chọn người lớn đều muốn chúng ta đang có lợi thế điều quan trọng là bọn họ khẳng định không ngờ tới đã bị chúng ta cài tai mắt mọi người hưng phấn chờ đợi thật tình không biết trên ngọn cây trên đỉnh đầu có mấy con cú mèo nhìn chăm chú vào bọn họ thế nhưng lâm đông đang ở cách đó không xa đã nghe thấy tất cả không biết đã hết chưa nhỉ thật lâu sau cũng không có thế lực khác xuất hiện mấy bên đều có ý đồ xấu yên lặng chờ đợi gần núi vẫn náo động như trước, thú biến dị gào thét, có thể thấy được bị chuột biến dị dày vò không nhẹ. Lúc sinh vật vừa mới biến dị sẽ sinh ra cảm giác đói khát mãnh liệt nhất. Nhu cầu cấp bách hấp thu năng lượng, xem ra thú biến dị khu vực lân cận đều bị bầy chuột ăn sạch. Dần dần, sâu trong rừng rậm phía trước, truyền đến tiếng sột soạt, cỏ dại lắc lư, mơ hồ vang lên tiếng xèo xèo. Đám chuột biến dị đã trở lại người thức tỉnh của công ty tét lúc này khẩn trương hẳn lên nhưng đội trưởng trầm vân không căng thẳng những con chuột này hình như chưa trở về đó là cái gì vậy người bên cạnh tò mò hỏi trầm vân nhìn phía trước nghe thấy chích chích quái lạ thậm chí xa xa trên cành cây có những bóng đen nhảy qua nhảy lại chúng nó vẫn tiếp tục ăn thịt nhưng là đến ăn chúng ta hả mấy người bên cạnh nhất thời lộ vẻ kinh hãi hóa ra những con chuột kia còn chưa ăn no, nhưng khứu giác chúng nó nhạy bén, ngửi được mùi nhân loại cho nên trực tiếp trở về giết chóc tiếp. Chuẩn bị chiến đấu. Trầm Vân lập tức ra lệnh một tiếng. Người thức tỉnh phía sau phát động năng lượng, toàn bộ ngưng thần đề phòng. Mấy giây trôi qua, bọn chúng đã đến trước mặt họ. Lớn nhỏ không đồng đều, có răng nanh mắt đỏ, tản mát ra khí tức khát máu như chen chút vui sướng khi nhìn thấy đồ ăn ngon nhiều như vậy. Người thức tỉnh nhíu mày. Phát hiện chuột biến dị, đẳng cấp dê cộng, sức chiến đấu thấp, phát động hỏa cầu. Sau khi người cải tạo tính toán, dẫn đầu phát động công kích, hơi thở nóng trực phát ra, một quả cầu lửa lớn bay ra ngoài. Vị trí công kích của nó cực kỳ tinh chuẩn, chính là nơi biển chuột nhiều nhất. Bùng, trong khoảnh khắc ánh lửa nổ tung đã nuốt chửng mấy con chuột, khói xanh nổi lên bốn phía, một cổ mùi khét kéo dài hỏa diễm là khắc tinh của đa số các loại thú, biển chuột giống như bị kinh động. Kêu chíp chíp càng thêm chói tai, nhưng chúng nó không chạy trốn, ngược lại càng hung mảnh lao tới chỗ con người. Tấn công. Trầm Vân lập tức ra lệnh một tiếng. Các thức tỉnh giả phía sau, phát động năng lực. Trong rừng trở nên hỗn loạn, tiếng nổ không ngừng vang lên, cây cối nhau nhau sụp đổ. 20 gã nhân viên vũ trang, rút ra binh khí chiến đấu cùng đám chuột. Thậm chí, mấy nhân viên nghiên cứu khoa học cũng gia nhập chiến đoàn bởi vì bọn họ đều tiêm thuốc tiến hóa là người thức tỉnh não đang có thể dễ dàng chém giết chuột biến dị cấp thấp nhân loại cùng chuột chiến đấu trở thành cảnh tượng hỗn loạn đánh đi đánh càng kịch liệt càng tốt lưu vạn dân mang theo một đám thành viên bọ cạp đen yên lặng quan sát đám chuột vừa mới biến dị thực lực cũng không mạnh mẽ nhưng số lượng đông đảo khiến công ty tết ứng phó không xuể có hai gã nhân viên vũ trang bị đánh ngã, trong miệng phát ra thê lương thảm thiết. Nhưng không bao lâu sau đã bị biển chuột đen kịch bao phủ. Đợi đám chuột tản đi, tại chỗ chỉ còn lại có hai bộ xương trắng dày đặc. Phải tìm vua chuột của bọn chúng. Trầm Vân nhìn quanh. Chỉ cần giết chết vua chuột, lấy đi tinh thạch phóng xạ là tốt rồi. Những con chuột khác đừng để ý, rất nhanh cô liền phát hiện trên một thân cây đại thụ, có một con chuột lớn dài 5 mét nằm sấp trên cây bộ lông dính đầy máu động vật khác, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Con chuột này thông qua việc nuốt máu thịt, trong khoảng thời gian ngắn lại lớn lên không ít. Hơn nữa ở chung quanh thân thể nó, còn tản ra hào quang sáng láng yếu ớt. Chính là nó. Trầm Vân lập tức quát. Đội viên bên cạnh thấy thế, phất tay lưu chuyển năng lượng màu lam nhạt vây lấy con chuột lớn ở trong đó. Thủy lao khởi động. Trầm Vân đạp một bước, cơ thể di chuyển nhanh như hổ báo. Cô ấy là thức tỉnh giả cường hóa tốc độ, lúc này hóa thành một cái bóng mờ, nhanh chóng áp sát con chuột. Chích chích, con chuột lớn thấy thế phát ra tiếng thét chói tai. Vô số đám chuột con nhảy xuống từ tán cây, hình thành một bức tường chuột ngăn cản bước chân của Trầm Vân. Trầm Vân rút binh khí ra, nhanh chóng chém liên tục, trường đao tựa như quạt điện, vung ra tàn ảnh thấy không rõ. Đám chuột bị tàn sát, máu tươi thịt vụn văng khắp nơi. Theo từng bước chân của cô thì thay chuột chồng chất xung quanh, sắp đến gần chuột lớn. Đi chết đi. Trong lòng Trầm Vân hơi đắc ý, tổ chức bọ cạp đen cách đó không xa thế thế, không thể nhịn nổi nữa. Còn rất mạnh nữa, đương nhiên, cô ta chính là thức tỉnh giả cấp A, ngoại trừ tứ hổ lâm sơn cũng được xem là cường giả đỉnh cấp. Làm sao bây giờ? Hả à, sắp chém chết vua chuột rồi, lưu vạn dân quan sát, đã rụt rịch muốn ra tay, cả cũng không muốn để cho thiên thạch rơi vào trong tay Trầm Vân. Trầm Vân là người thức tỉnh tốc độ, đuổi theo không kịp thì làm sao mà giành, động thủ. Lưu Vạn Dân ra lệnh, thành viên hắc hạt đều xông lên. Lúc này Trầm Vân còn đang đắc ý, giơ lên trường đao sắc bén, sắp chém tới con chuột lớn. Nhưng cô ta cảm giác đại não đau đớn, giống như bị kim đâm, gặp phải công kích tinh thần đánh lén. Á à, Trầm Vân một tay ôm đầu, trước mắt tối sầm, thân hình ngã xuống. Chung quanh vô số con chuột lớn, thuận thế vọt tới. May mắn, đồng đội phía sau kịp thời ủng hộ, xông lên dép đám chuột đỡ lấy Trầm Vân. Chị Vân. Chị không sao chứ, tôi, tôi không sao. Môi thẩm Vân tái nhợt, thần tình hoảng hốt, trúng công tiếp tinh thần nên bị chậm lại. Cô lập tức phát hiện đám người lưu vạn dân lao ra, sắc mặt thay đổi, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, nguy rồi. Có mai phục. Ha ha, đi chết đi, thành viên bọ cạp đen nổi danh điên cuồng tàn nhẫn, khi họ bắt đầu công kích bất luận là công ty tét hay là chuột biến dị đều giết hết. Chiến đấu lại thăng cấp, tình cảnh càng thêm đẫm máu. Trầm Vân cao mày, không ngờ bọ cạp đen sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Có nội gián, thành viên bọ cạp đen thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền giết chết hơn 10 người, sắp đạt được chiến đấu thắng lợi. Lát nữa bắt sống Trầm Vân, ở thành phố Lâm Sơn cô ta đối nghịch với chúng ta không ít đâu. Lưu Vạn Dân hung tợn nói. Thành viên bên cạnh mặt lộ vẻ phấn khởi, ừ, phải để cho ả nếm thử sự tàn nhẫn của bọ cạp đen chúng ta trước, sau đó giết chết cả. bọn họ có khoảng 20 tên thức tỉnh giả tinh hạch, mà công ty Tết chỉ có 5 người. Cộng thêm hai người cải tạo song hệ, hơn nữa lại bị đánh lén, đương nhiên phải rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải người thức tỉnh cấp A tương đối nhiều, thì đã sớm chết sạch cả rồi. Nhất là những nhân viên vũ trang kia, liên tiếp bỏ mình ngã xuống trong nhóm bọ cạp đen có một thức tỉnh giả hệ băng giơ tay lên băng trùy sắc bén ngân kết trực tiếp xuyên thủng một nhân viên vũ trang nhưng người nọ vẫn đứng nguyên tại chỗ cũng không ngã xuống thậm chí không có máu tươi chảy ra hả xảy ra chuyện gì thức tỉnh giả hệ băng lộ ra vẻ mặt kỳ quái sao kẻ này không chết vậy hắn không tin nên rút băng trùy ra đâm liên tục mấy cái nhưng người nọ vẫn sừng sững không ngã ánh mắt nhìn gã chằm chằm, thậm chí khóe miệng chảy nước miếng, vẻ mặt hưng phấn. Má nó. Thức tỉnh giả hệ băng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Không đúng, rất không đúng, vừa vặn lúc này, một con chuột lớn từ trên cây nhảy xuống, đáp xuống đầu người kia. Há to miệng lớn nhe răng nanh gặm ăn da đầu của gã. Gã kia đột nhiên há miệng, bỗng nhiên một cái xúc tu vọt ra, trực tiếp xuyên thủng con chuột. Con chuột kêu lên đau đớn bị xúc tu cuốn lên, kéo vào miệng người đàn ông. Gã không hề nhai, trực tiếp nuốt xuống, tôi không thể cưỡng lại. Gã thức tỉnh giả hệ băng trừng to mắt, mặc dù thành viên bọ cạp đen tàn nhẫn, lúc này cũng bị dọa choáng váng. Một giây sau, người đàn ông lại mở miệng. Miệng gã nứt ra bốn cánh hoa, giống như hoa ăn thịt người nở rộ, cắn nát đầu người thức tỉnh hệ băng. Cái xác không đầu ngã xuống đất, hình ảnh vô cùng tàn nhẫn cùng với sự kiện này những nhân viên vũ trang bị ký sinh cũng hiện rõ nguyên hình thân thể bọn chúng nứt ra vô số xúc tu vương ra xuyên thủng thành viên bọ cạp đen chung quanh hoặc trực tiếp cắn nuốt cũng có chút quái vật trực tiếp phá bụng mà ra đổi một ký chủ mới những quái vật biến dị này vừa xuất hiện trận chiến lập tức chuyển biến lúc trước là người đấu với người giờ đã trở thành nỗi khiếp sợ của nhân loại thậm chí một vài con chuột biến dị cũng không dám xông lên phía trước đó là sự sợ hãi thuộc về bản năng sinh học. Má nó, kinh vải ra. Lưu Vạn Dân và Trầm Vân đều trợn tròn mắt, bọn họ lần đầu tiên thấy loại quái vật khủng bố này, trong lòng vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì, hai người rất ăn ý nhìn về phía vua chuột, hiện tại biện pháp duy nhất, chính lấy được tinh thạch phóng xạ rồi rời đi, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Hai người cùng lúc lao về phía vua chuột. Cái này là của tao. Trầm Vân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến bên cạnh vua chuột nhưng tinh thần lực của lưu vạn dân phía sau phát tán lại bao phủ lấy trầm vân mặc dù trầm vẫn sớm phòng bị nhưng đại não vẫn đau đớn từng trận đến mức ngây người mày tránh ra lưu vạn dân cũng xông lên gào đám quái ký sinh gào thét chúng nó bị tinh thạch hấp dẫn coi nó còn quan trọng hơn so với sinh mệnh vì thế vô số xúc tu phun trào ùn ùn kéo tới chít 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 con chuột lớn biến dị kia nhìn trái nhìn phải nhìn có chút bất lực nghĩ thầm đám người này đều điên rồi nhưng trầm vân thân là thức tỉnh giả tốc độ sở trường là cướp đồ cô cố nén cơn đau đớn một đau chẻ đôi con chuột đó máu tươi bắn ra tung tóe nội tạng rơi xuống một viên đá sáng lấp lánh bay lên giữa không trung đây là tinh thạch phóng xạ sao trầm vân phát hiện không chỉ có lưu vạn dân mà còn có các thành viên khác của bọ cạp đen bao gồm cả những xúc tu của quái vật ký sinh đang lao về phía này trong chớp mắt thời gian dường như chậm lại mấy lần trầm vân cái khó ló cái khôn nắm lấy viên đá và ném nó về phía một đồng đội ở xa bắt được rồi nó dùng tốc độ cực nhanh giống như viên đạn bắn ra bay thẳng đến chỗ đồng đội kia đồng đội nhìn chằm chằm thần kinh căng thẳng tới cực điểm sợ xuất hiện sai lầm mắt thấy tinh thạch càng ngày càng gần cả đã làm tốt động tác hai tay nghênh đón. Nhưng đúng lúc này, biến cố xuất hiện. Khi tinh thạch bay được một nửa, bỗng nhiên bốt một tiếng, lại bị hai ngón tay thon dài kẹp lấy. Hả? Tất cả mọi người cả kinh. Thân ảnh lâm đông xuất hiện, cúi đầu đánh giá tinh thạch trong tay. Tinh thạch này vừa mới vào tay, đã có loại cảm giác lạnh lẽo. Dưới ánh hào quang sáng láng kia, tế bào thân thể trở nên sinh động, quả thật có thể tăng tốc độ tiến hóa. Quả nhiên là thứ tốt, có được hoàn toàn không tốn công sức. Vất vả cho các ngươi rồi. Trầm Vân ngã ngồi dưới đất, mở to mắt, chính mình liều chết liều sống cướp được tinh thạch, lại rơi vào trong tay người khác. Lưu Vạn Dân cũng nhíu mày nhìn, tinh thần lực cảm giác, phát giác khó đối phó Lâm Đông. Là cao thủ. Lúc này Trầm Vân đã hỗn hển hô. Thất thần làm gì? Mau đi cướp tinh thạch về, tên đồng đội kia đã kịp phản ứng, giá người gã cường tráng là người thức tỉnh hệ lực lượng. Hai bước lên phía trước, mặt lộ vẻ dữ tợn, đưa tay muốn bắt lấy cổ áo Lâm Đông. Thật là không lễ phép. Lâm Đông trong miệng nói thầm, phất tay cầm trường đao thuận thế liếc xéo. Mũi nhọn xé gió, giống như các đậu hũ, chặt đứt cánh tay người nọ. Á gã kêu rên, cánh tay phun trào máu tươi, tay ô miệng vết thương lão đảo lùi về sau vài bước nhưng lâm đông lại vung đao chém lần nữa trường đau trẻ từ cầm đến đại não khiến tinh hạch bắn ra động tác liền mạch lưu loát tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông dừng lại thi thể ngã xuống đất người chung quanh hiếp sâu một hơi lạnh nếu như bọn họ nhớ không lầm người nọ là thức tỉnh giả cấp b cộng thực lực tiếp cận cấp a lại dễ dàng bị chém chết lưu vạn dân quan sát cả không cảm nhận được khí tức của người sống từ lâm đông quỷ thi hắn là một quỷ thi cái gì thủ hạ chung quanh cũng cả kinh bọn họ đều tới từ thành phố lâm sơn không quen thuộc với thành phố giang bắc lắm nhưng có vài lời đồn cũng truyền đến tai thành phố giang bắc có một con thi vương cường đại không phải là hắn chứ tên này rất nguy hiểm mọi người cẩn thận lưu vạn dân vội vàng nhắc nhở vốn cho là mình chuẩn bị ngồi ngư ông đắc lợi kết quả lại gặp quái vật ký sinh còn gặp quỷ thi cường đại chúng ta không cần giết chết hắn chỉ cần cướp được tinh thạch rời đi là được ánh mắt mọi người đều tập trung vào lâm đông bởi vì tinh thạch ở trên tay hắn đã trở thành cái đích cho mọi người hướng tới lưu vạn dân dẫn đầu phát động công kích tinh thần lực cường hãn phát tán gã rất tự tin vào năng lực của mình trừ trước đến nay mọi việc đều rất thuận lợi hai gã thủ hạ bên cạnh ngay sau đó xông lên phía trước bọn họ phối hợp phi thường ăn ý lưu vạn dân lợi dụng tinh thần công kích quấy nhiễu mục tiêu hoặc trực tiếp khống chế sau đó các thủ hạ đi qua đánh chết lâm đông lẳng lặng nhìn bọn họ dây tiếp theo ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt hắn triển khai thi vực khủng bố áp lực cường tuyệt kéo dài tựa như sóng thần ùn ùn kéo tới lá chắn tinh thần của lưu vạn dân giống như tờ giấy mỏng hoàn toàn không cùng cấp bậc đã bị xé nát á đầu óc gã đau đớn miệng phát ra một tiếng keo thảm thiết nhưng hai tên thủ hạ xông lên phía trước hoàn cảnh càng thống khổ hơn. Lâm Đông không bị trầy xước gì còn tản mát ra uy áp không gì sánh kịp. Chuyện gì đã xảy ra, sao lại không giống trước kia, hai người mắt lộ vẻ kinh hãi, đã bị thi vực bao phủ, cảm giác thân thể nặng nề, tựa như bị núi đè mất đi năng lực hành động. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, cái chết càng lúc càng đến gần. Lâm Đông đi lên phía trước, bước qua hai người bọn họ thì vươn ngón tay vào não lấy tinh thạch ra. Sắc mặt hắn bình thản, tựa như vừa là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không đợi hai cổ thi thể ngã xuống đất, đã thu vào trữ vật không gian. Lâm Đông sớm đã thành thói quen, hình thành phản xạ trong cơ bắp. Trời ơi! Lưu Vạn Dân nghiến chặt răng, đầu đau đớn khó kìm nén, hình ảnh trước mắt càng khiến gã thêm phần sợ hãi. Lâm Đông im lặng không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước thu hoạch quả chính. Lưu Vạn Dân bỗng nhiên ý thức được điều gì vấn đề bây giờ đã không phải là cướp tinh thạch, mà là nên bảo vệ tính mạng như thế nào. Không lấy được tinh hạch, chúng ta rút lui. Lưu Vạn Dân lập tức nói với đám đàn em. Thủ hạ còn sót lại gật đầu, xoay người muốn chạy. Ánh mắt Lâm Đông ngóng nhìn, gấp như vậy sao? Chi bằng để ta tiễn hai người một đoạn. Thi vực khủng bố phát tán, cây cối đi qua đều vỡ nát. Trong rừng hỗn loạn, khắp nơi đều là hoa cỏ vụn gỗ tung bay đám người lưu vạn dân bị thi vực bao phủ thân thể cứng đờ tại chỗ có mấy người thực lực yếu lập tức sụi lơ trận chiến lúc trước đã tiêu hao không ít sức mạnh của bọn họ khiến họ không còn sức chống trả ngay cả tinh thần lực của lưu vạn dân cũng khô kiệt gã phát hiện lâm đông chẳng biết từ khi nào đã đến trước mắt thân thể gã rung lên vẻ mặt hoảng sợ nhưng ngay sau đó vẻ mặt sợ hãi của gã dừng lại lâm đông đưa tay vào trong đầu lấy ra một viên tinh hạch dùng mắt đánh giá là tinh hạch hệ tinh thần cấp a thấy cũng đáng yêu ừ không tệ thành viên tổ chức bọ cạp đen bị lâm đông tàn sát không còn một ai chỉ còn lại trầm vân và đám quái ký sinh trầm vân kiệt sức trước bị quái vật ký sinh sau bị tổ chức bọ cạp đen đánh lén thậm chí còn bị chuột cắn chết mấy người vừa rồi lúc cướp tinh thạch trầm vân vẫn luôn cắn răng nhẫn nhịn giờ còn chưa khôi phục, đầu óc ong ong, không có sức chiến đấu. Lúc này nhìn về phía Lâm Đông, trong lòng tuyệt vọng. Lưu vạn dân nổi danh hung ác ở thành phố Lâm Sơn bị hắn dễ dàng giết chết, tựa như bóp chết một con gà con. Ngươi có thể dùng ta làm con tin, đi tìm liễu tổng trao đổi vật tư ngươi cần. Trầm Vân không cầu xin vì cô ta biết đó sẽ là chuyện cười với con zombie này. Phải để bản thân có giá trị lợi dụng, có lẽ sẽ được một con đường sống. Liễu tổng. Lâm Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy đây chính là người phụ trách công ty Tép ở thành phố Lâm Sơn. Chủ ý không tồi, nhưng mà, lúc ta cần, sẽ tự mình đi lấy. À. Trầm Vân đang nghe truyện trên TV audio CV sắc mặt ngẩn ra, nghe câu nói của hắn thì cảm thấy có hy vọng. Nhưng khi nghe nửa câu sau, hy vọng đã tan vỡ trong nháy mắt. Lâm Đông không chút lưu tình, quét sạch mọi kẻ hắn gặp lúc này chỉ còn lại đám quái vật biến dị ánh mắt hung hiểm nhìn chăm chú lâm đông không hề chạy trốn có lẽ tư duy của quái vật không giống nhân loại hoặc là viên tinh thạch kia quá quan trọng với bọn chúng cho dù đánh cược tính mạng cũng phải thử một lần những nhân loại kia thật sự quá vô dụng quái vật cầm đầu khàn giọng nói tự hồ cảm thấy bản thân không phải đối thủ của lâm đông hắn quay đầu nhìn bọn chúng giống như nhìn điểm tâm ngọt sau khi ăn xong bánh quy kẹp. Hống. Những quái vật kia gào thét, quyết định lấy mệnh đỏ sức. Xúc tu phun trào ra khỏi người đánh về phía lâm đông. Quái vật này vô cùng cường đại, mặc dù bị thi vực bao phủ vẫn có thể giữ nguyên chuyển động. Nhưng bọn chúng trong mắt lâm đông lại quá chậm. Lâm đông lắc mình xông lên phía trước, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi xúc tu. Trường đao quét ngang rạch lồng ngực của con quái vật gần nhất làm đôi nhược điểm của bọn chúng chính là bộ phận trái tim. Chắc chắn rồi. Một viên tinh hạch nổ tung ra. Thân thể quái vật mềm nhũn ngã xuống đất, nhanh chóng khô quắt lại, chỉ còn lại một tấm da người mà thôi. Còn lại hơn 10 con quái vật, đương nhiên không phải là đối thủ của Lâm Đông. Chỉ trong vài hơi thở, đã giết chết toàn bộ bọn chúng. Phốt, phốt. Lâm Đông dùng một đao cuối cùng đâm vào trái tim của thủ lĩnh quái vật. Quái vật kia lúc này đứng sừng sững tại chỗ, ánh mắt vẫn hung tợn nhìn chầm chầm hắn, tựa như không phục. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, cảm ơn. Lâm Đông vung đao nhảy lên, khoét tinh hạch ra. Thân hình quái vật ầm ầm ngã xuống đất. Đến đây, cuộc chiến trong rừng kết thúc, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Một mảnh hỗn độn tràn ngập máu tanh, sát người lẫn thú biến dị hòa với quái vật. Bởi vì một viên thiên thạch tụ tập nhiều thế lực như vậy cuối cùng bị Lâm Đông thu lấy. Đem những thi thể kia thu vào không gian trữ vật, Lâm Đông biến mất tại chỗ. Tanh cơ và các tiểu đệ có lộc ăn. Trên đường phố trước tòa nhà, truyền đến thanh âm gặm ăn máu thịt, mùi tanh xông vào mũi, hình ảnh chúng thi ăn cơm, có vẻ quái đản vô cùng. Còn Lâm Đông ngồi ở nhà, nghiên cứu viên tinh thạch kia. Nó phát ra ánh sáng hơi mờ, có thể khiến cho tế bào sinh động ngoại trừ gia tốc tiến hóa, còn khiến việc hấp thụ năng lượng trở nên nhanh hơn. Trước đây một ngày Lâm Đông chỉ có thể hấp thu hai viên tinh hạch cấp A, hiện tại biến thành 3 viên. Hiện giờ đã tiến hóa đến trình độ không cần nuốt máu thịt để tăng cường năng lượng, chỉ ăn vì muốn no bụng. Rất thần kỳ. Lâm Đông nói thầm trong lòng, cũng không biết tinh thạch hình thành như thế nào. Hắn ngước mắt nhìn khung trời ngoài cửa sổ, cảm thán vũ trụ vô ngần, tràn ngập đồ vật thần kỳ so với lam tinh hèn mọn như bụi đất thậm chí toàn bộ tinh hệ còn không bằng một hạt cát viên tinh thạch phóng xạ có thể gọi là chất xúc tác ngày tận thế lâm đông cảm thấy nếu như nó tự nhiên rơi xuống lam tinh vậy thì không sao nhưng nếu có sinh vật khác cố ý thả xuống nhất định là chuyện khủng bố ở đây có mùi âm mưu có lẽ toàn bộ sự kiện tận thế lam tinh chỉ là một thí nghiệm mà thôi Mặt khác những quái vật ký sinh kia có lai lịch không rõ ràng, vô cùng cố chấp với tinh thạch này, không biết chuyện gì xảy ra. Thế giới này vẫn còn đầy những điều chưa biết. Lâm Đông suy nghĩ một chút, dù sao lười ở nhà trở nên mạnh mẽ là được rồi. Bên kia trong công ty Tết ở thành phố Lâm Sơn, nữ thư ký cao mày, bước chân dồn dập, giày cao gót gõ lộc cột, nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc của Liễu Bạch Nguyệt. Liễu Tổng, người chúng ta phái ra toàn bộ đã chết. Cái gì? Liễu Bạch Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, căn cứ số liệu cải tạo truyền về, bọn họ chiến đấu với chuột biến dị. Sau đó bị tổ chức bọ cạp đen đánh lén. Tinh thạch phóng xạ bị người của bọ cạp đen cướp đi sao? Liễu Bạch Nguyệt quan tâm đến tung tích của tinh thạch hơn. Thư ký lắc đầu, không phải, sau đó lại xuất hiện một đám quái vật ký sinh khủng bố. Khó trách, liễu bạch nguyệt nhíu mày trầm tư thầm nghĩ quả nhiên đủ hung hiểm lần này mình phán đoán sai lầm sớm biết vậy thì nên phái thêm người đi tinh thạch kia bị quái ký sinh mang đi cũng không phải cuối cùng lại xuất hiện một con zombie cường đại ặt à, liễu bạch nguyệt sững sờ vòng tới vòng lui cuối cùng vòng tới trên người tang thi nữ thư ký kể lại tỉ mỉ một lần trong mắt liễu bạch nguyệt lộ vẻ suy tư không nói gì mọi việc dính dáng đến thành phố Giang Bắc chưa từng thuận lợi. Đó là một nơi đáng ngại. Đúng rồi. Vì sao quái vật ký sinh cướp tinh thạch? Trước kia chúng ta từng kiểm tra DNA của chúng, bọn chúng không thể xuất hiện trên địa cầu được. Chắc chắn có liên quan đến tinh thạch phóng xạ kia. Nữ thư ký giải thích. Ô liễu Bạch Nguyệt tiếp tục tự hỏi. Cảm thấy đã như vậy, quái vật chắc chắn sẽ không chịu thua mà sẽ cướp cho được tinh hạch. Thi Vương thành phố Giang Bắc lợi hại nhưng quái vật cũng không tầm thường mặt khác còn có zombie ở thành phố tân hải như hổ rình mồi dễ dàng khiến giang bắt rơi vào thế gọng kìm có lẽ tinh thạch tạm thời không ở chỗ chúng ta cũng chưa chắc là chuyện xấu màn đêm buông xuống chỉ có điều đêm nay không giống bình thường trong lãnh địa lâm đông có một đám tang thi tụ tập ở dưới lầu cao ốc đỉnh đầu treo một viên tinh thạch lúc này tản ra hào quang sáng láng chiếu chung quanh lúc sáng lúc tối Lâm Đông có được tinh thạch phóng xạ, đương nhiên sẽ không có độc chiếm hưởng thụ một mình. Các tiểu đệ được hào quang chiếu rọi, tựa như tắm nắng, bọn họ nhanh chóng tiến hóa, hơn nữa đẳng cấp càng lúc càng rõ ràng. Trong đó một ít tan thi tinh nhuệ thức tỉnh ra năng lực, có sinh trưởng ra gai xương, có khứu giác tăng cường, hoặc là móng tay sắc bén. Chúng thi tụ tập cùng một chỗ, tham lam tắm rửa dưới ánh hào quang của tinh thạch. Giống như tiến hành một loại nghi thức tà ác nào đó, nhìn qua vô cùng quỷ dị dáng người tanh cơ khôi ngô cũng ở trong đó ngửa đầu nhìn viên đá lấp lánh đây là ngôi sao trên trời ừ có thể nói như vậy dù sao cũng là từ vũ trụ không biết mất bao nhiêu năm ánh sáng bay tới tiến sĩ ở bên cạnh giải thích năm ánh sáng tanh cơ rất xa lạ với từ này và không thể hiểu được năm ánh sáng là bao nhiêu năm năm ánh sáng không phải là vài năm mà là khoảng cách một năm đi bộ bằng ánh sáng Tiến sĩ nhấn mạnh giọng điệu. À, thì ra là khoảng cách một năm đi bộ bằng ánh sáng, tanh cơ nắm cầm, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Vậy rốt cuộc là mấy năm, một thời gian tiếp theo, thành phố Giang Bắc khôi phục yên tĩnh. Các tiểu đệ của Lâm Đông, mỗi ngày đều được tinh thạch chiếu rọi nên tiến hóa cực nhanh. Số lượng tinh nhuệ cấp tốc tăng lên, đã đạt tới số 10.000 con. Hiện giờ thực lực của mấy đại thi vương, đều đạt tới cấp A trở lên, thậm chí là tai thính và bắt tôm cũng được hưởng lợi. Thành phố Giang Bắc trở thành sào huyệt khủng bố nhất, những sinh vật khác không dám đặt chân đến. Ngày hôm nay, Tanh Cơ và Tiểu Bác tuần tra bên cạnh thành phố, xung quanh có không ít tang thi tinh nhuệ. Tanh Cơ quét đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía, thấy hết thảy đều bình thường. Không có con mồi, cảm thấy quá nhàm chán. Vì vậy muốn khoe khoang tri thức gần đây học được để chứng minh IQ của mình. Bác nè Cô có biết năm ánh sáng là gì không? Một năm ánh sáng là đơn vị chiều dài, khoảng cách một năm đi qua, gọi là một năm ánh sáng. Tiểu Bác chậm rãi nói. Tan trường lớn đôi mắt nhỏ, giống như phát hiện ra đại lục mới, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, không ngờ rằng Tiểu Bác cũng biết, hơn nữa còn giải thích rất chuyên nghiệp. Vậy mà cô cũng biết, chẳng lẽ gần đây cô ấy tiến hóa thuộc tính IQ? Tanh Cơ không khoe khoang, cảm thấy có chút không phục, vì thế tiếp tục hỏi nếu như ánh sáng đi một năm gọi là năm ánh sáng vậy con chó đi một ngày gọi là gì hả tiểu bác hơi giật mình nghiêng đầu chưa từng nghe qua cách nói này chẳng lẽ gọi là ngày chó sai gọi chó má tanh cơ cười ngây ngô lộ ra vẻ đắc ý thầm nghĩ đối phương còn không thông minh bằng mình sau khi hai thi vương rời đi trên đường phố xuất hiện mấy bóng người bọn chúng đứng sừng sững như cọc gỗ ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào nội thành gian bắc tinh thạch phóng xạ ở bên trong một người có giọng khàn nói bọn chúng đều là quái vật ký sinh đến từ thành phố cẩm giang chỉ vì cướp lấy tinh thạch thanh niên phía sau ngóng nhìn lấy được tinh thạch phóng xạ chúng ta mới có thể tiến hóa đến hình thái cuối cùng đạt được lực lượng thống trị toàn cầu nhưng sào huyệt thi vương này rất mạnh cho dù gọi toàn bộ tộc nhân tới cũng chưa chắc tấn công được lại có một người nói Gã cầm đầu gật đầu, mặc dù bọn họ công phá nơi tị nạn của thành phố Cẩm Giang. Thông qua máu thịt nhân loại, mở rộng tộc nhân lên 60.000 con. Nhưng muốn tấn công tang thi khủng bố trong nội thành, vẫn khó đảm bảo chiến thắng. Nhưng gã cũng không vội, trầm ngâm một lát nói, thành phố Giang Bắc cũng có nơi tránh nạn mà. Hả? Đám quái vật xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn về phía gã. Đã hiểu rồi. Muốn tấn công xào huyệt zombie thành phố Giang Bắc, trước tiên chiếm lấy nơi tránh nạn, lợi dụng nhân loại bên trong sinh sôi nảy nở một đợt. Nơi tị nạn thành phố Giang Bắc, lúc trước tiếp nhận rất nhiều dân chạy nạn từ thành phố Tân Hải. Bên trong có không ít nhân loại, khoảng chừng trăm ngàn người. Nếu như có thể chiếm lĩnh nó sẽ tạo ra rất nhiều quái vật, hình thành biển quái vật cuồng nộ. Mặt khác so với tang thi, quái vật ký sinh am hiểu đối phó nhân loại hơn bởi vì nhân loại có tình thân tình yêu tình bạn những thứ này đều là con đường ký sinh có thể lợi dụng một hồi hỗn loạn sắp vì vậy mà bắt đầu lúc này trong nơi tránh nạn còn đang quét sạch thủy thi chung quanh mấy trăm thức tỉnh giả đang không ngừng chiến đấu cũng may thủy thi không mạnh sau vài ngày giết chóc đã giết gần hết trình lạc y cũng ở trong đó tay cô vung đao chặt đầu một con tang thi nhưng ở chỗ cổ gãy lìa lại có vô số ký sinh trùng trào ra, mỗi con đều bò về phía trước. Bẩn ghê. Trình Lạc Y nhớ tới lời nói của một tang thi nào đó, đạp chân xuống khiến mặt đất rung động, ký sinh trùng xung quanh đều bị đạp nát. Tôn Tiểu Cường ở cạnh đang xử lý một con thằng lằn quái, trong ánh mắt cơ trí, lộ ra vẻ đăm chiêu. Này lão Trình, cô nói xem Lâm Đông có bị những thủy thi này tập tiếp không, mặc kệ cậu ta đi, nhắc tới Lâm Đông, không thể không nhắc tới thi vương mang thai, nhắc tới thi vương mang thai, liền không thể không nhắc tới thi anh, nhắc tới thi anh, tôi còn hận không thể chém bốn chục nhát đây. Trình Lạc Y nhắc tới nguyên nhân đám tang thi này cứ cắn chặt không buông. Tôn Tiểu Cường bên cạnh gãi đầu, cảm giác loạn quá, rốt cuộc cô muốn nhắc tới cái gì đây? Chính gã vẫn nên chuyên tâm giết quái vật, trở về còn được thưởng táo. Đám người bọn họ khí thế như trẻ tre, nhanh chóng thanh lý xong đám zombie. Sau đó trở về nơi trú ẩn, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thể lực công tác quét dọn chiến trường giao cho đội ngũ khắc phục hậu quả chuyên nghiệp bọn hắn chủ yếu phụ trách thu thập binh khí hư hao hoặc là moi ra xương cốt quái vật biến dị đem về nơi trú ẩn làm vật liệu chế tạo vũ khí đội ngũ nhân viên giải quyết hậu quả thực lực phổ biến không mạnh nhiều nhất là người thức tỉnh não đang thậm chí là người sống sót bình thường bọn họ chỉ có thể làm chút việc vặt mệt nhọc dùng cái này đổi chút vật tư sinh tồn gần đây nơi tránh nạn phát triển không tệ, tìm được không ít vật tư. Cho nên phúc lợi đãi ngộ tương ứng cũng cao, mọi người đều nhiệt tình trả lên. Trong đó có một cô gái, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tú lệ, tướng mạo có chút ngọt ngào, đang dùng dao găm hợp kim, ra sức đào một khối xương ngón tay thằng lằn quái dị. Cô vừa đâm xuống một nhát đã khiến máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng đoạn đao chỉ đâm được ba phân. Xương cốt biến dị này thật sự quá cứng, quả thật có chút khó đào cô gái đành phải cắn chặt răng dùng hết sức lực toàn thân từng chút một đi hoàn thành nhưng ai cũng không chú ý tới ở đám bùn phía sau có thứ gì đó lặng lẽ tiến về phía cô ấy tâm tư của cô gái tất cả đều tập trung vào xương cốt biến dị đương nhiên sẽ không chú ý phía sau một lát sau bùn đất hơi nhô lên lại có một xúc tu màu da từ trong đó chui ra nó giống như con rắn dài đứng lên sau lưng cô gái, sau đó bỗng nhiên cuốn lấy cổ cô, từ phía trước ra sức chui vào trong miệng cô. Ô ô ô ô ô ô, ô cô gái liều mạng giải dụ, nhưng không làm được gì, trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô trong vài giây, quái vật đã tiến vào trong cơ thể cô gái. Cả người cô gái rung động, ánh mắt vốn linh động, dần dần biến thành vài phần âm lệ. Rõ ràng, cô đã bị thay thế bởi một con quái vật ký sinh. Điềm điềm, Em làm sao vậy? Cách đó không xa, có một thanh niên đi tới, hình như phát giác cô gái có chỗ không thích hợp. Ồ không có gì. Cô gái vội vàng nói, quay đầu lộ ra nụ cười làm nũng, cái xương này thật sự quá khó đào, người ta đào không nổi. Vậy để anh giúp em đào nhé. Thanh niên sắc mặt phím hồng, lắp bắp nói chuyện. Điềm điềm ra vẻ mừng rỡ, được, 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 nhưng em phải báo đáp anh thế nào đây, ạch, à, không cần báo đáp ha ha. Thanh niên mỉm cười, ngồi sổng xuống đất, rút dao găm ra, đâm vào trong xương của quái vật thằng làng. Mà điềm điềm đứng ở phía xã gỗ, ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương. Vốn còn đang tươi cười thanh thuần, thoáng cái đã biến mất rất nhanh bị sự âm trầm và kinh miệt thay thế. Con người thật ngu ngốc, nhưng đúng như thanh niên suy nghĩ, cô gái quả thật có ý định lấy thân báo đáp. Ánh mắt điềm điềm hơi ngưng tụ, bụng nứt ra ra một cái xúc tu đâm vào sau lưng thanh niên những cái xúc tu nhanh chóng phồng lên, căng nút máu thịt của ký chủ rồi bành trướng trong thân thể thanh niên. Cả người gã rung lên liên hồi, vẻ mặt thống khổ biến mất rất nhanh, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Thanh niên đang cẩn trọng đào xương, trong lòng vui vẻ. Gã có chút thích cô gái này, nghĩ không chừng có thể đã động đến trái tim thiếu nữ của cô gái, lấy thân báo đáp mình. Nhưng đúng như thanh niên suy nghĩ, cô gái quả thật có ý định lấy thân báo đáp. Ánh mắt điềm điềm hơi ngưng tụ, bụng nứt ra ra một cái xúc tu đâm vào sau lưng thanh niên. Những cái xúc tu nhanh chóng phồng lên, căng nuốt máu thịt của ký chủ rồi bành trướng trong thân thể thanh niên. Cả người gã rung lên liên hồi, vẻ mặt thống khổ rất nhanh biến mất, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Đi ký sinh những người khác đi. Điềm điềm lạnh lùng mở miệng nói. Vâng. Thanh niên bình tĩnh đáp ứng, xoay người đi về phía chỗ tránh nạn. Chỉ cần máu thịt sung túc, bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành. Một nhân hai, hai sinh bốn, lấy bộ số hình học tăng lên, tốc độ truyền bá phi thường khủng bố. Sau khi quái vật ký sinh còn lấy được ký ức ký chủ, hoàn toàn quen thuộc với những mối quan hệ của ký chủ, thuận tiện tìm kiếm mục tiêu ký sinh kế tiếp. Ví dụ như người thanh niên kia, lựa chọn mục tiêu kế tiếp chính là mẹ ruột gã. Bởi vì tình thân luôn dễ tiếp cận hơn. Điềm điềm cũng trở về nơi trú ẩn, cô hoàn toàn nắm giữ nhược điểm của nam giới, lợi dụng ưu thế của bản thân tiếp cận đối phương ví dụ như sắc đẹp trong nơi tránh nạn có nhà ở do người thức tỉnh hệ thổ dựng lên cũng có rất nhiều danh trướng tạm thời người đến người đi rộn ràng nhốn nháo a à, điềm điềm em về nhanh thế một gã đại hán kinh ngạc hỏi đúng vậy vừa rồi em không cẩn thận bị trật chân đau quá điềm điềm nhíu mày lộ ra vẻ mặt đau khổ khổ nhìn qua thật khiến người ta thương xót đại hán vội vàng nói Khéo quá, trước ngày tận thế anh là bác sĩ xoa nắng xương cốt, để anh giúp em xem. Cảm ơn. Điềm điềm trực tiếp nói cảm ơn, cũng làm bộ khập khiển, đi tới bên cạnh đại hán, một tay ôm cánh tay gã, thân thể dựa vào người gã. Ảch, à, cả đại hán cảm nhận được sự mềm mại, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Rõ ràng cảm giác được sự ngọt ngào này đang ám chỉ điều gì. Chẳng lẽ mình hấp dẫn lớn như vậy sao? nhưng gã lớn tuổi như vậy có xứng với cô bé nhà người ta không nếu để người khác biết sẽ dễ dàng nói ra nói vào nhưng nghĩ lại bây giờ đã tận thế còn ai quản nhiều như vậy vì thế gã ta thuận thế ôm eo ngọt ngào đi vào tòa nhà bên cạnh kết quả cuối cùng như thế nào tất nhiên không cần nhiều lời nhưng điềm điềm không ký sinh vào đại hán mà ăn sạch sẽ bởi vì có đầy đủ lương thực mới có thể phân liệt ra quái vật mới hả nhưng lúc này tôn tiểu cường vừa khéo đi ngang qua cửa vì hắn là người thức tỉnh nên thính giác vô cùng nhạy cảm đã bắt được tiếng chẹp chẹp rất nhỏ tựa như đang nhai nuốt thứ gì đó sao lại quen tai như vậy hình như đã từng nghe ở đâu rồi tôn tiểu cường gãi gãi đầu rất nhanh nhớ tới lần trước khi phát hiện quái vật cố vi cũng phát ra âm thanh này không thể nào không thể nào chẳng lẽ lại có quái vật xâm lấn nữa à Hắn trực tiếp đi tới đẩy cửa ra. Trong phòng Điềm Điềm ngồi trên giường, bụng hơi phồng lên, trong không khí tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt. Vừa rồi cô ăn gì đấy? Tôn Tiểu Cường nói thẳng, đôi mắt lé sững sờ nhìn cô. "Tôi." Ánh mắt Điềm Điềm chuyển nhanh, biết hắn là người thức tỉnh số 2 của khu tránh nạn, không dễ đối phó, may mắn chỉ số thông minh không tốt, tương đối dễ lừa. Đôi mắt quét qua, vừa khéo phát hiện trên bàn có mấy bịch bánh quy tròn. "À, đúng rồi." tôi vừa ăn bánh quy anh có muốn ăn một chút không có chuyện tốt như vậy sao tôn tiểu cường vui vẻ nghe được có ăn nhất thời đem chuyện quái vật vứt ra sau đầu tôi không khách sáo nhé hắn ta bước vào cửa xé gói bánh quy và bắt đầu ăn trong đó có vị táo đỏ vị hành lá vị đậu phộng thậm chí còn có vị chocolate ăn vào rất thơm ngọt điềm điềm nhìn chăm chú hắn từng bước từng bước đi về phía hắn thầm nghĩ không hổ danh là kẻ ngốc quả nhiên dễ bị lừa hơn nữa tôn tiểu cường đẳng cấp không thấp nếu như ăn thịt hắn thực lực sẽ tăng lên không ít như thế mới có thể phân chia ra nhiều cá thể con đây đúng là cái bánh thơm ngon mi ăn bánh bích quy ta ăn mi lời thì thầm ngọt ngào đến từ sau lưng tôn tiểu cường nhưng hắn chỉ lo cúi đầu ăn căn bản không hề phát hiện không khỏi âm thầm đắc ý ngay khi ả muốn động thủ đánh lén Tôn Tiểu Cường bỗng nhiên quay đầu lại, khóe miệng dính đầy vụn bánh quy, nhìn thẳng về phía ả, vẻ mặt điềm điềm sửng sốt, cảm giác không ổn, chẳng lẽ bị phát hiện, anh, anh muốn gì, có nước không? Khác. Tôn Tiểu Cường nói. Điềm điềm hết sức im lặng, đành phải xoay người đi, rót nước giúp hắn. Ực ực ực. Tôn Tiểu Cường nâng ly nước lên, uống mấy ngụm nước lớn. Điềm điềm âm thầm quan sát hắn, hồi nãy đánh lén thất bại, Suýt chút nữa là bại lộ, xem ra vẫn phải dùng cách cũ. Anh Tiểu Cường, anh có mệt không? Có muốn em mát xa giúp anh không? Được đó. Tôn Tiểu Cường cảm thấy việc này cũng không tệ, rất sảng khoái đồng ý, Điềm Điềm nghe vậy khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười âm trầm, thầm nghĩ cho dù là kẻ ngốc, cũng có được dục vọng nguyên thủy. Cô đi tới một bên, đầu tiên là cởi áo khoác, lộ ra áo ba lỗ bên người dáng người quyến rũ để lộ ra trước mắt người khác tôn tiểu cường kinh ngạc nhìn không biết vì sao bỗng nhiên hoài niệm lúc uống sữa ở cô nhi viện điềm điềm tươi cười chậm rãi đến gần một tay khoác lên vai tôn tiểu cường cô nam quả nữ chung sống một phòng không khí bắt đầu trở nên vi diệu khuôn mặt ngọt ngào tú lệ chậm rãi tới gần hắn dần dần đã có thể cảm nhận được hô hấp của nhau trong lòng ả à đắc ý vì an toàn trực tiếp sát khuôn miệng hoa anh đào nhỏ nhắn lại. Tôi muốn, Tôn Tiểu Cường há miệng, muốn nói lại thôi. Điềm điềm hé miệng cười, dùng giọng điệu quyến rũ đến cực hạn nói, anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Ồ, tôi muốn đi Tiểu. Tôn Tiểu Cường đứng lên, quay đầu đi ra ngoài, miệng còn vừa đi vừa nói thầm, bánh bích quy nén cũng rất ngon, nhưng phải uống nhiều nước. Điềm điềm kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bóng hắn rời đi, cả người ngây dại gã nhân loại đáng ghét này ả à nắm chặt hai tay sắc mặt dần dần phẫn hận ký sinh lại thất bại sớm muộn gì mình cũng xử lý hắn nhưng trong lòng ả à biết rõ hiện tại mới vừa lẻn vào nơi tránh nạn ký sinh nhân loại chưa nhiều lắm vẫn chưa phải thời cơ động thủ thích hợp điềm điềm bắt đầu tìm kiếm trong ký ức để tránh xuất hiện tình huống tương tự cảm thấy nên tìm ký chủ có khả năng ra tay cao mới tốt ả à suy nghĩ nửa ngày liền xác định một người Trần Minh Trần Minh vừa mới khôi phục từ vết thương do quái ký sinh lần trước gây ra. Vai gã cuốn băng vải, đang thu dọn toàn bộ đồ đạc, dự định ra ngoài hành động, lên núi đào chút rau dại, hoặc bắt giết chút thú biến dị thú, thu thập vật tư có thể dùng. Có tôn vũ hàng theo cùng, chú Trần, vết thương của chú thật sự không sao chứ, không có việc gì, chú Trần cháu sống chết nhiều phen rồi, có trường hợp gì chưa từng thấy qua. Chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Trần Minh khoát tay áo nói. Ồ, Tôn Vũ Hàn gật đầu. Chú, quái vật ký sinh kia quả thật rất đáng sợ, sau này chú phải chú ý một chút, để tránh bị bọn họ lừa. Yên tâm đi, Trần Minh ta nhất định sẽ không lặp lại sai lầm lần thứ hai đâu. Trần Minh thề son sắc bảo đảm. Tôn Vũ Hàn gật đầu, trên đầu chữ sắc có một con dao, ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không phải chuyện xấu. Đúng rồi chẳng phải cháu nói sẽ giới thiệu đối tượng yêu qua mạng cho chú sao? Trần Minh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Tôn Vũ Hàng trong lòng không biết nên nói gì, cảm thấy Trần Minh có chết cũng không đổi được tính. Lúc này, rèm cửa lều trại bị sốc lên, một bóng người yếu điệu đi vào có diện mạo xinh đẹp ngọt ngào. Đám người Trần Minh quay đầu nhìn, sắc mặt có chút kỳ quái, sao cô lại chạy tới đây, bọn họ đều biết nhau, chỉ là không thân thiết lắm. Chú Trần, chú muốn ra ngoài hành động không? Ừ, đúng, có chuyện gì sao? Trần Minh Thuận miệng hỏi. Nhưng điềm điềm hơi cúi đầu, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nhăn nhó. Cũng không có gì, người ta chỉ lo lắng cho thương thế của chú, còn có chút việc riêng muốn nói với chú. Hả? Trần Minh ngẩn ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, biểu hiện thẹn thùng, nhất thời có chút ngây dại. Hai chữ việc riêng này, khiến gã suy nghĩ miên man bất định. Mấy người tôn vũ hàng bên cạnh cũng nhìn nhau nhìn khuôn mặt ngọt ngào trước mắt, dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân. Sao cảm giác không bình thường nhỉ, bả vai chú bỗng nhiên hơi đau, vũ hàng, lần hành động này các cháu đi đi, chú nghỉ ngơi thêm một ngày. Trần Minh nói xong, còn liên tục nháy mắt với gã. À, được rồi. Tôn Vũ Hàng cũng không có cách nào chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Trần Minh đứng lên, đi tới bên cạnh cô gái, điềm điềm, em có chuyện gì, kỳ thật, lúc em vừa mới tới nơi trú ẩn, đã luôn chú ý tới anh. Sắc mặt điềm điềm đỏ bừng, giống như một quả táo chín. Trần Minh trừng mắt, trong lòng vui mừng. Đưa mắt khoe khoang với đám người tôn vũ hàng một cái, ý tứ là không cần gã giới thiệu, mình cũng có em gái thích. Điềm điềm nói ngay, chú Trần, vết thương của chú còn đau không? Cháu giúp chú thay thuốc được không? Được được được. Trần Minh liên tục gật đầu hai người bọn họ vai kề vai, đi ra ngoài lều trại. Tôn Vũ Hàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái. Điềm điềm đâu có mù, sao đột nhiên lại coi trọng chú ấy, đúng vậy, hơn nửa tuổi tác hai người cũng không hợp nhau, đồng đội bên cạnh châm chọc nói. Người kia suy nghĩ một chút rồi nó, có thể, điềm điềm thiếu tình thương của cha, ha ha. Những người còn lại nhịn không được bật cười, bọn họ thu dọn xong hành lý, mặc xong trang bị, đi ra khỏi lều trại, chuẩn bị ra ngoài hành động. Ở lối ra trại tránh nạn, Trình Lạc Y và Lý Vân cùng một đám thức tỉnh giả tinh hạch đang chờ bọn họ. Thấy Tôn Vũ Hàng và các công nhân khuân vác đi tới, liền thuận miệng hỏi một câu, mọi người đến đông đủ chưa, ừ, đủ rồi. Tôn Vũ Hàng trả lời, nhưng nghĩ lại, bổ sung một câu, chú Trần không tới. Ồ, chú ấy đi đâu rồi? Vốn dĩ Trình Lạc Y đang xoay người muốn đi, lúc này bỗng nhiên dừng lại. Tôn Vũ Hàng vào đầu, chú nói muốn đi, nhưng lúc sửa sang lại trang bị, bị Điềm Điềm gọi đi. Điềm Điềm chủ động tìm hắn. Trong ấn tượng của Trình Lạc Y, hai người này hoàn toàn không có mối liên hệ nào. Tôn Vũ Hàng thành thật đáp, đúng vậy, Điềm Điềm bỗng nhiên lấy lòng, nói chú ý chú Trần đã lâu, sau đó liền đi cùng nhau, đoán chừng đi tham khảo nhân sinh rồi. Trình Lạc Y nghe vậy trầm mặt thật lâu, tự hồ đã nhận ra điều gì đó, trầm ngâm một lát rồi nói người tốt nào sẽ thích chú ấy chứ ạch à. đám người tôn vũ hàng giật mình nghe cô ấy nói như vậy trong lòng lập tức hoảng sợ chẳng lẽ những quái vật ký sinh kia không hiểu được tình yêu cũng không có quan điểm thẩm mỹ của nhân loại chỉ căn cứ vào phân tích phán đoán bản thân mới là một số chuyện mô phỏng nhân loại nhưng lại không hợp logic lúc này trần minh đã vào lều cùng cô gái cô nam quả nữ chung sống một phòng không khí mập mờ nảy sinh, không khí lập tức trở nên vi diệu. Anh đây đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trong lòng Trần Minh vui sướng. Cô gái trước mắt lại đã cởi áo khoác, anh Trần, em giúp anh thay thuốc. Điềm điềm từng bước một đi tới, khóe miệng Trần Minh lộ ra nụ cười. Không cần dâu, thật ra anh đã khỏe rồi, điềm điềm, sao em lại chú ý đến anh, bởi vì em thích thân thể anh. Điềm điềm nói thẳng khuôn mặt già của Trần Minh đỏ lên, cảm giác lời này rất rõ ràng, người trẻ tuổi bây giờ đều trắng trợn như vậy sao? Ha ha, nếu như em thích, anh có thể cho em được. Điềm Điềm gật đầu, nhưng trong đôi mắt mang theo ý cười lại có chút âm lệ, con mồi đã mắc câu. Đang lúc Trần Minh định làm động tác tiếp theo, bụng Điềm Điềm bỗng nhiên nứt ra, một xúc tu vươn ra. Xúc tu kia dùng tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng xé gió. Hả? Trần Minh nhận ra điều không đúng bị cảnh tượng bất ngờ này làm kinh hãi cái gì thế này lại là quái vật gã không dám nghĩ nhiều vội vàng nghi người né tránh nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần lại không hề phòng bị tốc độ xúc tu rất nhanh chỉ một giây đã xuyên qua vết thương cũ của trần minh á à, trần minh muốn hét lên thành tiếng nhưng chỉ cảm thấy miệng căng thẳng bị một xúc tu dính dính cuốn lấy khạch 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 tiểu bảo bối không nên lên tiếng đâu giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhưng trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị nhìn qua vô cùng khủng bố ả à chia nhỏ ra quái vật nhỏ vương xúc tu phòng lớn về phía trần minh không đừng mà trần minh chịu đựng đau nhất dùng hết khí lực toàn thân dãy dụa. nhưng sức mạnh của quái vật quá lớn không giúp được gì cả thấy cái xúc tu lớn càng ngày càng gần trong lòng trần minh tuyệt vọng tiêu rồi chính mình sắp biến thành quái vật ký sinh rồi nhưng ngay khi hắn tuyệt vọng vách tường lều trại bị phá vỡ một thanh trường đao thuận thế chém tới trường đao phá không sắc bén vô cùng trong nháy mắt đã chặt đứt xúc tu của quái vật khiến con quái vật nhỏ kia bay lên không trung rồi rớt xuống nó giống như một con bạch tuột nhỏ toàn thân dính đầy chất lỏng dính dính phát ra tiếng keo xèo xèo quái dị như chuột trần minh người đầy máu nặng nề ngã ngồi dưới đất quay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của trình lạc y cô ấy tới cứu mình sao ở phía sau còn có đám người tôn vũ hàng theo sát vọt vào lều trại chú trần chú thế nào rồi tôi tôi không sao tôi vừa chiến đấu với quái vật trần minh chống đỡ nói tôn vũ hàng tỏ vẻ hoài nghi đó là chiến đấu sao sao lại có loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi mà lúc này sắc mặt điềm điềm âm trầm ánh mắt nhìn trầm trầm trình lạc y ả thật sự nghĩ mãi không rõ rõ ràng ả mô phỏng rất hoàn hảo rốt cuộc vì sao lại bị phát hiện đi chết đi theo một tiếng trống của ả lại có vài xúc tu thoát ra cứng như roi thép đánh thẳng tới chỗ trình lạc y trình lạc y vung trường đao mỗi một kích đều chính xác không sai chặt đứt xúc tu khiến chúng rơi bồn bột trên mặt đất nhanh đi hỗ trợ tôn vũ hàn thấy thế khẽ quát mấy người bọn họ rút ra binh khí sắc bén muốn xông lên phía trước điềm điềm nhíu mày phát hiện bản thân không phải đối thủ dự định chạy trốn phía sau lưng ả nứt ra một con quái vật xúc tu thoát ra ngoài trực tiếp đụng phá lều trại chạy ra bên ngoài kim thiền thoát xác tôn vũ Hàng cúi đầu nhìn lại phát hiện tại chỗ chỉ còn lại một bộ da khô quắc của điềm điềm đuổi theo trình lạc y nói xong theo sát đi ra khỏi lều trại bên ngoài nhân loại người sống sót không ít rất nhanh liền chứng kiến bản thể của quái vật lúc này bị dọa sợ thét chói tai ra tiếng á à, có quái vật chạy mau đây, đây là thứ gì vậy? Bọn họ đều là người sống sót bình thường, có nam có nữ, không hề có sức chiến đấu, nhìn thấy quái vật chỉ có thể tránh né. Cũng có vài người thức tỉnh, chú ý tới tình huống bên này, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Quái vật lại trà trộn vào rồi. Mau đi hỗ trợ." Một thanh niên nói. Nhưng đồng bạn bên cạnh gã lại thờ ơ, vẫn đứng tại chỗ, hơn nữa ánh mắt trở nên âm trầm trong cơ thể gã bắn ra một cái xúc tu, xuyên thủng lồng ngực của thanh niên kia. Cậu, cậu, thanh niên kia trừng to mắt, khóe miệng tuôn trào máu tươi không nói ra lời. Không ngờ tới bạn mình cũng là quái vật. Những quái vật này rối rít bại lộ, không ẩn nút nữa. Lần này, bọn chúng không lựa chọn chạy trốn, mà là dự định tấn công. Chỉ có bắt được nhân loại ở nơi tránh nạn, mới có thể đối phó với thi vương trong nội thành. Hống, sau một tiếng trống vang trời quái vật trong nơi tránh nạn nhau nhau hiện thân bắt đầu nuốt chửng hoặc ký sinh lên người nhân loại và những con quái vật đang rình rập xung quanh nơi trú ẩn cũng lao vào bên trong lúc này cục diện trở nên hỗn loạn mọi người kêu thảm thiết tiếng trống đau đớn tiếng kêu rên lần lượt vang lên rồi im bặt máu tươi bắn tung tóe binh khí va chạm nhân loại và quái vật chiến đấu với nhau thật nhiều quái vật Trình Lạc Y quét mắt nhìn qua, sắc mặt vẫn trấn định như cũ, chỉ là không biết vì sao quái vật lại đột nhiên tấn công nơi tránh nạn. Nếu biết nguyên do trong đó, chắc chắn sẽ phải tính lên đầu lâm cả. Nơi tránh nạn dựa vào núi mà xây, còn lại ba mặt, đều là tường cao. Có không ít quái vật bản thể, từ đầu tường bò lên, liên tiếp nhảy vào nơi tránh nạn. Cũng có thú biến dị bị ký sinh, ví dụ như chuột, lợn rừng, hư hoang thậm chí là chim hoang cũng đáp xuống không thể nào đề phòng cho xuể được người sống sót bị tập kích hoảng loạn chạy trốn khắp nơi chạy mau chúng ta đi vào trong lòng núi vậy tương đối an toàn hu 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 quái vật khắp nơi đều là quái vật mọi người có già có trẻ mang theo gia đình sắc mặt kinh hãi nhao nhao chạy về phía núi sau ngọn núi đã bị tẩy sạch bên trong tương đối an toàn rất nhiều nhân viên quản lý cấp cao đều sống ở đó. Các cấp cao cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ chỉ huy tác chiến, lập tức liên lạc với các thức tỉnh giả ra ngoài, bảo bọn họ chạy về ứng cứu, hơn nữa còn phát ra thông cáo trên trang web chính thức. Sử dụng phong đỏ, đánh dấu các ký hiệu trọng điểm. Thông báo khẩn cấp, nơi trú ẩn gặp phải công kích quy mô lớn, mọi người đang chết dần. Các nhóm thức tỉnh giả hãy mau nhanh chóng trở về. Cùng một thông báo lặp lại ba lần, có thể thấy được nguy cơ lần này rất lớn. Khu vực trung tâm thành phố. Lâm Đông tựa vào sofa, trông có vẻ lười biếng. Những ngày gần đây vô cùng yên tĩnh, từ đầu đến cuối không có chuyện gì xảy ra. Tang thi trong lãnh địa cường đại, không có bất kỳ sinh vật nào có thể quấy rầy hắn. Từ lần trước diệt tiểu đội nhân loại, kế hoạch của Từ Diên Thanh thất bại, bọn Thanh Lân cũng không dám lỗ mãn, đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Về phần công ty Tết thì càng không cần nhiều lời, buông tay để mặc cho mọi chuyện diễn ra. Dù Lâm Đông tốt bụng cổ vũ, cũng không đứng lên nổi. Lúc này, Lâm Đông cầm điện thoại di động lên xem, rất nhanh phát hiện nơi trú ẩn phát thông báo khẩn cấp. Ơ! Náo nhiệt thế! Hắn nói thầm, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện chân trời xa xa có bầy chim dày đặc đang lao đến chỗ tránh nạn. Không cần nghĩ nhiều cũng biết là quái vật ký sinh dự định tấn công nhân loại. Quái vật ký sinh thành phố Cẩm Giang dự định liều chết đến cùng với nhân loại. Bọn chúng vì mình mà đến. Lâm Đông yên lặng nói thầm, hắn nhớ lúc cướp tinh thạch. Đám quái ký sinh kia đã nói sẽ không từ bỏ hắn. Bây giờ điên cuồng tấn công nơi trú ẩn, chỉ vì tích trữ lương thảo. Cuối cùng quyết một trận tử chiến với chính mình. Lâm Đông đứng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xuống nửa khu nội thành nơi ẩn náu của nhân loại cũng nằm trong phạm vi quản lý của thành phố giang bắc lại cảm giác này giống như có người chà đạp thức ăn trên bàn ăn của mình sao có thể làm thế được bên kia tình hình chiến đấu vẫn đang tiếp tục quái ký sinh không ngừng tàn sát nhân loại những người sống sót bình thường kia hoàn toàn là cừu non đợi làm thịt vốn không có lực phản kháng cho dù một ít người đã thức tỉnh não đang cũng không phải là đối thủ của quái vật hơn nữa điều làm người ta đau đầu nhất chính là những quái vật kia có thể phân thân mỗi con nuốt nhân loại là có thể sinh ra một quái vật nhỏ một giây trước vẫn là đồng đội tác chiến một khắc sau liền thành đối thủ ngươi chết ta sống phương thức truyền bá của loại quái vật này không hề thua kém kém tan thi trình lạc y yên lặng tự nhẩm cô ngước mắt ngóng nhìn phát hiện phía chân trời có vô số con chim lớn bay đến bên trong có các loại cú mèo diều hâu chim cắt bồ câu chim sẻ hôm nay lại tụ tập cùng một chỗ hình ảnh vô cùng chấn động tràn ngập cảm giác quái đản tất cả bọn chúng đều là quái vật ký sinh trời à nhiều như vậy sao phía sau tôn vũ hàn đỡ trần minh bị thương sắc mặt kinh hãi trong lòng nảy sinh cảm giác tuyệt vọng trình lạc y quay đầu nhìn về phía núi lớn phía sau có không ít người sống sót chạy vào trong lòng núi tránh né quái vật truy kích. Thế nhưng một khi nơi tránh nạn bị công phá, bọn họ sẽ thành ba ba trong hũ bị chặn ở bên trong, chạy cũng không có chỗ chạy. Đi, chúng ta phá vòng vây ra ngoài, sơ tán một ít người sống sót. Chẳng lẽ chị Trình cũng không có lòng tin bảo vệ nơi trú ẩn sao? Tôn Vũ Hàn trong lòng lo lắng. Trình Lạc Y nói, ma người ra ngoài đã, có thể sống bao nhiêu tính bấy nhiêu đi. Nơi tránh nạn gặp cảnh loạn trong giặc ngoài, sẽ bị nhiều thứ đến quấy nhiễu. Vâng. Tôn Vũ Hàng gật đầu, cả tin tưởng phán đoán của Trình Lạc Y, vội vàng cùng các đồng đội đi chỉ huy quần chúng. Mà một đám thức tỉnh giả tinh hạch, lưu lại liều chết cùng quái vật. Lý Vân dùng năng lực băng, ngưng kết ra vô số băng trùy xuyên thủng đám quái vật chim chóc trên bầu trời. Cũng may ký sinh chim có hình thể không lớn, đang trong trạng thái con non. Thực lực không tính là mạnh mẽ, khá dễ dết cũng có vài thức tỉnh giả hệ hỏa giơ tay lên điều khiển rồng lửa quét qua khiến quái vật bị hòa tan nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha